Chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang ở nhà và mình đang bị tình trạng điện cứ có một tí rồi lại mất liên tục 4-5 lần, 4-5-6-7 lần gì đó, chẳng nhớ nữa. Chẳng hiểu ra là nó bị hỏng hay là bị cái gì mà điện ngay trời trong ngày hay mất điện dã man, trong khi đó là ngày xưa. Còn nào ở đây thì bình thường nó cứ đến mùa hè là hay bị cái tình trạng này. Mùa hè là ở ngoài miền Bắc là điện đó là cứ mất liên tục. Mình nhớ ngày xưa mình vào trong Sài Gòn, ngày nào cũng nóng, chả thấy mất điện bao giờ. Còn ở ngoài miền Bắc thì gọi là cứ mỗi khi mùa hè đến là cứ y rằng đấy, mình kiểu cái cam trước của iPhone thì nó hơi lệch, nên là mình có thể cứ cố gắng nhìn cái camera của nó để nhìn trong nó việc tự nhiên không. Nếu mà nhìn thì mình nhìn màn hình như kiểu của mình đang bị xoay đâu đấy, nói chung là vấn đề cảm thấy cũng khá là khó chịu, nhưng mà thôi này, chấp nhận chứ sao giờ, đúng là anh chịu thôi. Bây giờ giải thích làm sao bây giờ, nhớ ngày xưa ở trong Sài Gòn thì nắng thế điện thì quá là đeo luôn, còn ở đây thì đến mùa hè đấy như kiểu là gọi là bị giao mùa ốm sốt, không hiểu điều gì nữa. Bây giờ khéo khả năng cho ở đây là cho miền Bắc rồi nè, ngày nào cũng nắng như ở trong miền Nam cho nó quen đi. Không phải cứ về mỗi khi đến mùa hè nó bắt đầu mình dở trứng rồi cục điện tùm lum.